Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Nhân Vật Sài Gòn và Du Lịch. Hôm nay mình đang có mặt ở hàng heo quay Kim Mai vào đầu giờ này. Hôm nay chị Mai ra rất sớm á, khách đợi quá trời mua heo này. Bây giờ mới có 3:15 mà thường chị Mai là 3:30 mới ra. Sau đây xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vô xem chặt heo tiếp. Bây giờ sát thủ tóc bạc đã ra. Khách ngồi ở rất đông rồi cả nhà. Mai là phải gọi là sát thủ tóc bạc ra. Cái này là thường đúng không cô? 40.000 xá xíu. Của em 40 xá xíu. Đúng rồi. Vậy cái này thường đúng không chị? Đúng rồi em. Vậy 200.000 xíu. Bữa nay là ngày nào Ngân cũng ra bán phụ. Lấy hai cục đi chị. Quăng chân. Có cân 40. Dạ. Một này nữa luôn. Của em 20 là 60. Cái này lấy gì chị? Sườn già. 200.000 ký. Ở đây mỗi tới 200.000 ký sao còn heo gì? Cho em 6 400 ký. 400 ký. Mấy em 200 g da heo với lại của sạch anh thiếu này như thế. 30. Không dư ngò luôn không chị? Thịt chan nước không không chị? Sáu hổ, một hổ, thịt chan nước thôi. Đưa nước vô. Đây là sát thủ tóc bạc vô băm thịt bánh mì đó cả nhà. Sau đây vô xem băm thịt bánh mì nhé. Thịt băm làm bánh mì rất ngon này cả nhà. Từng miếng thịt to ra và giòn rất ngon. Coi toàn cảnh nó mới đẹp. Cái tay coi nhiều quá. Con coi này thấy không? Thì cả nhà thấy chặt rất đẹp rồi. Còn bao nhiêu giây một miếng phải không? Dạ. Ba miếng cho nó quay. Thảo rồi. Chặt thấy cái dao cứ vạt đẹp nhỉ. Kỹ thuật. Quá trời đó.
Quay giờ gần Tết ở đông quá, em ở nhà cũng không yên được đâu, ngày nào cũng phải ra đó. Dạ, giờ sắp Tết rồi, ở đây mua heo rất nhiều. Ngoài rất đông rồi này, đợi một heo. Cô đó là cô trong đó thứ sáu ổ. Bây giờ ra ngoài quay đây. Rồi, hết tiền. Đưa 500 rồi, hết tiền. Rồi,
này là 75.000 hết tiền anh ơi, cho em tiền 75.000. Làm hết tất cả ổ cuối cùng là 20.000. Cái ổ bánh mì mà. Chờ đợi xíu. Nửa ký ba dọi không chặt. Nửa ký ba dọi không chặt. Bình hồng xếp không? Bình hồng đang chung ba ổ. Ba ổ để lộn xộn hết. Ba ổ chung đó. Hai chục, ba chục, năm chục tổng cộng. Sát thủ tốt bạc làm rất nhanh, nhanh như máy, tay chân làm luôn tay. Cái bà giỏi phải chặt. Bán cho ba ổ bánh mì 100.000 ba ổ. Thịt không chị? Ba ổ thì 100.000 ba loại. Nửa ký để nguyên cho con trước đi. Nửa ký để nguyên trước đi. Một thức. Mình phải con này. Bình hồng keo ơi. Bình hồng keo. Bình hồng keo. Sao vậy? 100.000 chặt.
Rồi 170. Chờ đi. Ba ổn thật. Chờ một ngày. Cái này là 145.000 của chị, cái tiền đưa bé đó. Lấy 100 đó luôn. Hai gói luôn 100.000. Chặt dạ. Khoảng 60 tháng nữa. Được ơi, cắt giấy giùm tôi xin được. Cái gói mì cũng được. Dài không? 60 tháng. Bà Hương.
tiếp này. Ông bảo cái nụ dấu kìa. Tại ông Sài Gòn dấu y ông nói quá, ta dùng thô. Ta nhẹ nhàng đó giờ. À, dễ thương nhiều đúng không? Thì Mỹ nhất chợ đầu tiên. Dài này, dài, 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 dài vô nó nghe. 340 rồi. Cái này sao lên? Em 4 rồi chưa? Không làm cái này nó nói là gì? Ế, chị hay mà cô ăn không có chuyện được hay sao? Chị lấy gì? Chị lấy gì? Một ổ mì. Ba ổ. Chị cái mấy ổ? Con không có mua bánh mì. Tiền có gì thì em tư. Trăm nghìn không biết đi. Lửa tía chặt không chị? Rồi. Cho thêm bịch nước. Rồi trăm nghìn có chặt không? Chặt em 50 đi chị Mai. Chặt em 50 đi. Nói là tiền nó tiền đi. Có cho. Quán cả chị Mai luôn kìa. Quán xí luôn. Làm từ từ không có ngoài thấy. Thôi chị Mai buông đao ra để cho sát thủ tóc bạc vô khai đao tiếp đi. Đó sợ mất đôi lắm. Thôi rồi. Rồi ba ổ 15, ổ 20. Rồi mất 170 thôi. Cô lấy gì đây? Cá 5 ổ. Rồi nó bỏ chục con nghe. Chắc rồi chị Mai. Mấy ổ không? Em có ổ thôi. Ba ổ được. Mấy chục. Cắt thôi. Trăm rưỡi ba con. Cái này nó chứ nó mẹ quá rồi. Trăm rưỡi hai chục. Trăm rưỡi xíu đi. Lại chị trả lại chịu chê mình. Có người khen được rồi. Có người khen được rồi. Rồi ba ổ 45 ngàn thâu tiền đi Tiên ơi. 40 ngàn chặt luôn. Còn 5 ổ đó cô này thâu tiền luôn đi 200 ngàn. Nhờ người kia. 5 ổ này 15, 5 ổ 20 nha. Ừ. Cũng lộn đó. Người nào rồi xong rồi Ngạc ơi. Bia mà khen người ta nhớ comment nha. Rồi con nghe luôn. Chị lấy gì? Trăm rưỡi xíu. Hết tiền. Có xíu rồi chị. Ờ, xa xíu, xa xíu. Có chặt gì không? Chặt không? Không, không, biết rồi, biết thì cũng có chuyện bước lên nhìn chị cho. Ba rọi cô ơi, tất cả đều ba rọi đó. Ba rọi cô. Rồi, chặt, chặt. Rồi. Hai chặt này. Mỗi con. Từ cô ơi, chặt này. Cô đọc con nghe, không kêu tới cho cô cho. 40, không tới 100. Cô ngủ vô rồi, còn khó người kia. Bây giờ trăm rưỡi thì nó xíu cho mối mẹ hay gì nè, ngước lên nhìn cái kìa. Thấy rồi. Không chị cứ kêu giùm em cái em mua quá, không muốn lên được giùm em đâu. Không lè. Cái nó chấm không chị ơi? Thôi 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 thôi. Thôi là bà cho mẹ. Con 40 không, có cái đây là 100 ngàn. Cho tôi 100 ngàn ba vợ đưa đi em. Làm sao chị? Cái tiền bạc rồi mới mở ra còn
gì mấy ổ? Không có ngày vậy nè, tôi phải 30.000 ổ nha. Rồi tết rồi nè. 30.000 ổ mấy ổ? Tết ổ mà ba ổ kia. Rồi tết tết. Bây giờ mua rất đông nhé, chặt luôn tay hai mẹ con. Thank you.
cái trò bên mày luôn. Bỏ mì. Năm trăm mấy thôi. Từ cô sau cô ban cô này nó có cô rồi. Đứng lại cô cũng hỏi cô này cũng bán rồi. Cái này sao? Hai cái gì mỗi được không? Mỗi mình. Em hai ổn mì của chị. Chú nhà ổn mì. Đúng rồi. Không, đúng rồi. Rồi, nhưng mà có 15 ngàn thôi. Đó, rồi sau đây mình cũng xin kết thúc video. Quay chị Mai và sát thủ các bạn con gái. Quay rất đông luôn, nó thủ mà nhà không yên, mai đó cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều, chúc cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, thành hơn hay không hơn trong công việc. Nửa ký này một cái lưỡi, nửa ký sườn hay nhiêu? 300 sườn.